Cây đàn này là một cây đàn bầu mộc, không lắp sẵn cái gì bên trong cả, không có máy móc, không có âm ly loa gì hết. Thì cây đàn bầu này là mình sẽ bán cho một quý khách tên là Cao Thị Thủy. Cô Thủy có mua một cây đàn bầu này để cô chơi với một cái thiết bị gọi là sao cạc. Sao cạc nó là một cái gì thì mình sẽ nói sau, nhưng mà cô muốn ý muốn của cô là cô chơi với sao cạc, thì bây giờ cháu sẽ hướng dẫn cô cách cắm như sau. Cô Thủy nhìn cho cháu nhé, đây là hai cái sợi dây, một cái sợi dây có hai đầu giống nhau, nó gọi là dây 6 ly, dây 6 ly này. Và ở cái đàn bầu này nó có một cái lỗ cắm ở đây, cái lỗ cắm để cắm một cái dây 6 ly vào đây. Thế là xong. Còn để cắm vào sao cạc thì quý vị có thể nhìn đây là một cái sao cạc của mình có sẵn này. Cái sao cạc này nó như là một cái bàn mixer mini nhỏ thôi, thì ở đây nó vẫn cũng sẽ có một cái lỗ cắm mic, chuyên cắm mic để chơi này. Mọi người cắm thẳng lên, thế là xong. Sao cạc nhà cô Thủy có thì cô có thể cắm nguồn vào sao cạc, cái này nó không cần hướng dẫn. Đây cái cách cắm đàn bầu thì là như thế. Thế thì khi mà chúng ta muốn cho nó kêu thì chúng ta chỉ cần cho to lên thôi. Đây. Đó. Thế là kêu vào loa rồi. À, cái nhu cầu chơi đàn bầu của cô Thủy là cô muốn cho cái tiếng đàn bầu ở cái nốt cao nó phải sáng. Thì cháu muốn nói với cô như thế này. Đàn bầu nó sáng hay không là có hai lý do. Một là do kỹ thuật của người chơi, nó có tạo ra được cái nốt sáng hay không. Cái nốt cao nghe nó phải rõ đấy. Một là do cái kỹ thuật người chơi, hai là do cái thiết bị của nhà cô có đủ hay không. Ví dụ như mình có một bộ dàn đắt tiền, một bộ dàn tốt tốt một tí thì tạo ra tất cả các giải âm rất là tốt. Thế nhưng mà nếu như nhà mình không có một cái bộ dàn xịn thì nó có một cái cách duy nhất để mọi người có thể sử dụng, đó là mình sẽ mua thêm một cái loa nén. Cái loa nén chuyên chơi đàn bầu nó chỉ có đâu đó từ 3 cho đến 1 triệu thôi, tức là từ 300 đến 1 triệu đấy, nó chỉ có những cái tầm giá như vậy thì mình có thể chơi các cái nốt cao này rất là rõ đó. Thế cách thứ hai là bộ dàn hoặc là cái sao cạc nhà cô có một cái nút, nó gọi là tăng cái nút chỉnh chép hoặc là chỉnh trung âm lên ấy, hay là giảm được cái nút bass đi thì cũng có thể tạo ra được nốt cao rõ, nhưng mà nó không tốt bằng cái loa nén đó. Thì bên mình sẽ có những cái loa nén để chuyên chơi đàn bầu đó. Thì đấy là hai cách. Thì cuối cùng là bây giờ cháu xin test âm cho cô Thủy nghe thử nhé, cái tiếng đàn bầu này xem sao. Nốt cao khá là rõ nhé. Thế
Thì đây là cây đàn bầu của cô Thủy đặt hàng sẵn ở bên mình. Thì cháu cảm ơn cô Thủy đã đặt cây đàn này bên cháu. Cái quy trình cuối cùng của cháu đó là sẽ đem cái cây này đi để đóng hàng vào để gửi ship hàng đi cho cô. Vâng, cháu cảm ơn cô đã đặt cây đàn bên cháu. Anh luôn màu đen hay đổi màu? Và đánh cái của mình đi. Nghe sao con Khánh nó con đó. Cái của mình đánh quen rồi.